Trên hoa của kim loại ấy, thì thứ nhất là ta cũng tổng kết qua một chút là các tính chất hóa học của kim loại. Thì kim loại này nó có tính chất hóa học đặc trưng là tính cử, đúng không? Bởi vì kim loại số xóa văn số xóa của kim loại là không, sau khi đi về các hợp chất nó sẽ đều là số xóa dương, đúng không? Ví dụ kim loại đây là sắt là không lên dương 3 này. Đồng từ không lên dương 2 này. Thì tính chất đặc trưng của kim loại đều là tính cử hết, đều là từ không lên số xóa dương hết, được chưa? Kim loại nó chỉ có số xóa dương thôi, đúng không? Đấy. Tuy nhiên thì các kim loại nó sẽ tính cử nó sẽ khác nhau, tính cử mạnh yếu nó khác nhau. Và thực ra là tính chất hóa học của kim loại này chúng ta cũng học giải rác trong chương trình khá là nhiều rồi, nên chỉ tổng kết lại thôi. Tác dụng với cả phi kim thì đây chúng ta nói rồi nhé. Thì bây giờ tác dụng với cả nước thì cũng khá là quen thuộc rồi. Tác dụng với nước thì chúng ta sẽ có các kim loại kiềm này, canxi, bari và strontium thì sẽ có phản ứng ở nhiệt độ thường. Thế còn phản ứng ở nhiệt độ cao thì bây giờ người ta giảm tải luôn. Học ở nhiệt độ thường sinh ra là kiềm và hydro, NaOH đấy, hydro chẳng hạn, hoặc là BH hai lần với hydro đấy. Còn các kim loại kiềm là gì thì chúng ta có thể mở trang 60 ra, số khoảng trang 60. Kim loại kiềm là những kim loại như nào, chúng ta có thể mở ra trang 60 thì nó sẽ có các cái kim loại kiềm đây rồi. Các kim loại kiềm của chúng ta nó sẽ bao gồm có lithium, natri, kali, ruby, cc và canxi. Năm kim loại đây hoặc là đây. Xem bảng dưới này đây. Canxi thì cũng học đấy, có năm thằng. Strontium là kim loại kiềm thổ nhóm 2A. Thì nó sẽ có hóa trị 2. Beri, mare, maze này, canxi, strontium này và bari nó sẽ đều là gọi là kim loại kiềm thổ, nó sẽ có hóa trị 2. Được chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta quay trở lại với phần tính chất học chung của kim loại. Tác dụng với nước xong rồi nhé, chúng ta nhớ các điều kiện tác dụng với nước nhé. Đó. Thứ hai nữa là phần phần tiếp theo đó là cái phần mà tác dụng với cả HClH24 loãng, thì chúng ta lưu ý là cái kim loại mà đứng trước hydro thì nó phản ứng được nhé, và số xóa hóa của kim loại là số xóa thấp, chúng ta số xóa thấp. Này là khá là quen thuộc rồi. Tác dụng với H24 đặc nóng và H2HNO3 loãng ấy, thì là hầu hết các kim loại đều phản ứng được nhé, trừ vàng với bạch kim. Cái này chúng ta có thể trừ vàng với bạch kim, mặc dù người ta cũng khá là ít hỏi thôi, không không thường xuyên hỏi lắm. Đó, ta trừ vàng bạch cùng này là trừ vàng bạch kim, ba thằng này thì là trừ AuPT, trừ AuPT thôi, không hỏi nhiều lắm đâu. Nói chung là về cơ bản các kim loại đều được phản ứng hết với mấy thằng này hết, HNO3, H2O4 đặc nóng đều phản ứng hết, trừ cái HNO3 với H2O4 đặc nguội thì có nhôm sắt và chrome là không phản ứng nhé, chúng ta nhớ nhé, này học thuộc thôi, mình không giải thích gì thêm. Rồi, cái này là do nó có màng oxit bảo vệ nhé, ta quanh trắc nghiệm thôi, không có thời gian để giải thích sâu được. Cái một cái nữa là kia ở cái tác dụng với cả muối ấy, thì chúng ta lưu ý là các cái kim loại mà tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường, và đây chúng ta có thể xét là bốn thằng phổ biến là carbacanai này, còn mấy cái anh mà liti rồi các thứ rồi strontium rồi là ruby cc thì người ta không hỏi mấy, cho nên là đây là chỗ này viết tiêu đề là cho những cái thằng hay gặp thôi, còn những cái thằng khác thì ít gặp mà hơn thì thôi chúng ta không đề cập đến nhiều. Thì khi cho những cái kim loại này tác dụng với nước ấy, thì thằng kali này nó sẽ tác dụng với cả CuS4 trước nhé, là kali này nó sẽ tác dụng với nước trước để thành KOH với H2, sau đó KOH mới tác dụng tiếp với CuS4 để thành CuS hai lần cái tủa và K2S4. Từ đấy thì mình suy ra hiện tượng thôi là có bọt khí sinh ra này, bọt khí hydro sinh ra và cái tủa đồng này kết tủa màu xanh lam. Tương tự như vậy với bari, canxi nó cũng tương tự như thế thôi, nhưng mà nó sẽ có phản ứng thì tạo ra cái kiềm khác và cái muối ở đây nó sẽ khác một chút nhé. Còn những cái kim loại này mà tác dụng với cả, tiện đây thì thầy cũng nói luôn cái phần mà kim loại này mà tác dụng với cái dung dịch axit thì thằng nào phản ứng trước, nếu như là kim loại dư, kim loại mà nó phản ứng với axit thì phản ứng nước trước hay axit trước nhé. Bởi vì trước có một số bạn hỏi cái đấy, là một số chương trình thì cũng là đưa vào chương này luôn, dù thầy thì lại đưa vào chương sau đấy, nó ở cái trang khoảng 65.
nói qua một chút để cho bạn nào đang học rồi thì chúng ta có thể mở ra chúng ta xem, chúng ta đọc là chúng ta phải làm cái thôi, không khó lắm. Đây, kim loại mà tác dụng với nước rồi này, kim loại tác dụng đây, các kim loại như là carbacana này tác dụng với HCl, H2 bốn loãng. Thì hôm trước là Lâm có hỏi câu này rồi, một số bạn ở trên lớp cũng học đến rồi, chúng ta cũng lưu ý thôi. Và trong thực tế thì cái phản ứng này nó sẽ xảy ra đồng thời. Tuy nhiên khi mà giải toán thì mình có thể coi là kim loại tác dụng với axit trước rồi sau đó mới tác dụng với nước nhé. Tác dụng với axit thì lại khác với tác dụng với muối. Tác dụng với axit thì bọn này nó sẽ tác dụng với, nó coi là tác dụng với axit trước, sau rồi thì mới tác dụng với nước. Đấy. Lý do bởi vì nếu chúng ta cho kim loại tác dụng với nước này thì ra bazơ này, hydro này, sau đó thì cái thằng bazơ lại tác dụng với HCl ra muối và nước, và chúng ta cộng hai phương trình này lại thì lại thành là ca kim loại, nó giải nước cái K2 với K2 thì thành kim loại tác dụng với HCl thành là muối và hydro. Do đó là mình khi mình tác dụng, trong khi mình giải toán ở phổ thông ấy, thì mình sẽ coi là kim loại tác dụng với axit trước rồi tác dụng với nước sau nhé. Đấy nhé, thì bạn nào lên làm đến bài này rồi thì ta lưu ý cái tự phản ứng đấy nhé. Cái phần này đầu lớp 12 này, chương này thì chắc là đa phần là chúng ta sẽ ôn lại, những phần nào học kỹ ở lớp dưới rồi thì có lẽ là cũng đã học rồi, chúng ta sẽ ôn lại là chính thôi, và tăng tốc độ lên. Phần này yêu cầu là phải tăng tốc độ lên bởi vì cái dạng bài mà chúng ta học rồi nhé. Đấy, cho nên là bạn nào học cái dạng này thì chúng ta chú ý ở cái trang số 71 nhé, gọn thôi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với phần chính của ngày hôm nay. Loại tác dụng với muối là chúng ta đã nói đến carbacana xong rồi, bây giờ là đến từ magie trở đi thì chúng ta sẽ tổng quát thì mình sẽ dùng cái tắc alpha, tức là khử mạnh tác dụng với oxy hóa mạnh, còn khử yếu và oxy hóa yếu mình sẽ nói kỹ trong một số cái ví dụ của phần lát đây, chúng ta sẽ nói các ví dụ. Thế còn nếu mà các cái trường hợp mà thường, cái này là thường là chúng ta liên quan đến sắt thì chúng ta phải xét cái tắc alpha thì nó là tổng quát, nhưng mà trường là chúng ta cảnh giác với sắt, áp dụng cho sắt, áp dụng cho sắt. Tuy là nó tổng quát nhưng mà tức là vì nó tổng quát nhưng mà áp dụng nó sẽ lâu ấy, cho nên thường mình chỉ cần áp dụng cho sắt, áp dụng cho sắt. Thế còn trong các trường hợp đơn giản mà không liên quan đến sắt thì chúng ta dùng quy tắc chung là kim loại đứng trước thì đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối. Ví dụ sắt đứng trước đồng thì nó tác dụng được với muối của đồng, tức là sắt tác dụng được với SiO2, Fe2 và Su. Nhưng mà đồng đứng sau sắt thì cái phản ứng giữa Cu với FeCl2 là không xảy ra. Đấy, đây là chúng ta tác dụng tiếp theo nữa là một cái bụng, đó là tác dụng với dung dịch kiềm thì nó sẽ có thằng nhôm và kẽm là tác dụng với dung dịch kiềm theo các phản ứng này. Ở đây là chúng ta không xét phản ứng với nước, được chưa? Chưa xét phản ứng với nước. Trong thực tế nếu như người ta hỏi là chúng ta có thể cộng nữa này, dung dịch kiềm đây bao giờ cũng có nước, cho nên là ngoài ra ngoài nhôm và kẽm thì chúng ta có thể cộng thêm được các kim loại cộng, các kim loại tác dụng được với nước. Ta lưu ý các kim loại tác dụng với nước thì nó trong dung dịch có nước thì nó cũng phản ứng được với cái nước dung dịch này. Thế còn ở đây là thằng nhôm và kẽm này nếu chỉ có nước thì nó không phản ứng được, mà nó buộc phải có mặt thêm cái thằng kiềm vào thì nó mới phản ứng được, sinh ra các chất đấy như này nhé. Đấy, thì chúng ta cứ theo phản ứng này ta làm thôi. Được chưa? Đấy là các cái tính chất hóa học của kim loại. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đề 212 này. 212 chưa, ví dụ mẫu một số câu thôi, làm rất là đơn giản. Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường, mấy câu này ta lướt rất là nhanh. Đáp án sẽ là gì nhỉ? Cái này chúng ta sẽ có để điều kiện để tác dụng với nước, chúng ta lưu ý là các cái kim loại này, các kim loại kiềm, có các kim loại kiềm. Đáp án gì? Quá đơn giản rồi, quanh đường ngay. Câu này quanh đường ngay nữa. Nó sẽ có kim loại kiềm này, rồi là các kim loại là canxi này. Đó là chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Đáp án D đúng không? Đáp án A thì nó có thằng chrome không phản ứng này. Đáp án B thì có thằng beri này không phản ứng này. Đáp án C thì chúng ta có sắt không phản ứng. HCl với H2 bốn loãng thì chúng ta nhớ cái điều kiện đó. Điều kiện là phải đứng trước. Kim loại đứng trước. Chưa khác trong với điện hóa nhé. Với điện hóa chắc là chúng ta phải nhớ được hết rồi nhỉ. Nó sẽ là magie, tiếp và đi kèm. Với điện hóa của mình nó có ngay trang sau đây. Với điện hóa này, ngay trang sau. Bên trên chúng ta sẽ viết dưới dạng là kim dương và bên dưới là kim loại. À, các cái giấy kim loại đều tác dụng với dung dịch CuS4 thì nó phải đứng trước cặp gì? Nó phải đứng trước.
loại là buộc phải đứng trước gì em nhỉ? Loại đứng trước bất cặp siêu hay cộng trên siêu hay là khác gì là đứng trước siêu cặp siêu hay cộng trên siêu đúng không, trước siêu hay nó khác đi là đứng trước siêu hay cộng trên siêu. Giới điện hóa bây giờ mình sẽ có cả có hai dạng, dạng ion và dạng hay là dạng khử và dạng oxy hóa. Dạng oxy hóa bên trên, dạng khử ở dưới, dạng oxy hóa và dạng khử nhé. Bởi vì tại sao chúng ta phải viết này, bởi vì có một số trường hợp vi sắt thì nó sẽ có hai cặp để sử xét cụ thể hơn. Đứng trước CO thì chúng ta thấy rằng là thằng nào đứng trước CO là sắt magie kẽm đúng không, sắt magie kẽm đứng trước CO, bạc đứng sau này, thủy ngân đứng sau, thủy ngân đứng sau. Bây giờ một tấm kim loại bằng vàng thì có thể là bám một lớp sắt bề mặt, để rửa lớp sắt thì chúng ta phải loại tạp chất bằng dung dịch gì? Thì muốn loại được tạp chất thì chúng ta sẽ phải là gì đây? Chúng ta sẽ phải là hòa tan sắt. Rồi là không sinh ra kim loại mới. Rồi là không sinh ra kim loại mới thì nó mới thỏa mãn được đề bài. Hoặc thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Đúng không? Mà muốn hòa tan sắt thì nó phải là cái muối nó phải đứng sau sắt. Rồi bye bye số 3 đúng không? Rất là đơn giản rồi, nếu như bạn chắc chắn nhiều bạn trả lời được đúng không? Đã thấy là thằng AC thì nó sẽ không phản ứng. AC nó không phản ứng. Đúng không? Vì kém đứng trước, AC là không phản ứng. Còn thằng D thì cũng có được không? D thì nó sẽ phản ứng là Fe này với cả CuSO4. Chúng ta ra FeSO4 cộng với Cu. Được chưa? Thì nó sẽ là sinh ra kim loại mới, cái này là sinh ra Cu. Sinh ra kim loại mới. Đây là loại. Loại. A không phản ứng với sắt với cả sắt 2 thì phản ứng với nhau kiểu gì? Nó ra được cái gì? Sắt với sắt 2 không phản ứng được với nhau đâu. Chỉ có sắt với sắt 3 phản ứng được với nhau thôi. Được chưa? Thế còn đáp án B thì mới phản ứng được. Các lưu ý là sắt với sắt 2 thì không phản ứng được với nhau. Hai thằng mà đứng thẳng với nhau này là không phản ứng được này. Đấy. Được chưa? Hai thằng đứng theo chiều ngang này nó không phản ứng được. Nó phải theo quy tắc alpha. Quy tắc alpha. Được chưa? Đấy. Về liên quan đến sắt thì chúng ta dùng quy tắc alpha như này. Vì cái sắt 3 này phản ứng được. Đấy, thì chúng ta quy tắc alpha. Quy tắc alpha. Quy tắc alpha này mình phải áp dụng cho nó chuẩn nhé. Quy tắc alpha này nó khác đi, nó sẽ là trái dưới phải trên. Trái dưới. Phải trên. Khi dùng alpha thì chúng ta dùng quy tắc là trái dưới cộng phải trên. Khác đi trái dưới cộng phải trên đi. Theo cái giấy điện hóa này chúng ta sẽ có hai cái cặp của sắt. Cụ thể là như này. Này ta phải viết bằng bút rồi. Cụ thể là như này thì chúng ta sẽ có là thằng đây chúng ta sẽ có cặp là sắt 2 cộng trên sắt này. Nó sẽ đứng trước sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Chúng ta viết đúng theo thứ tự này như thầy. Sắt 2 cộng trên sắt, sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Đúng chưa? Sắt 3 cộng trên sắt này. Sao đây nhỉ? Sắt 3 cộng trên sắt này. Sắt là sắt 2 cộng trên sắt. Sắt 2 cộng trên sắt này. Ở bên phải là sắt 2 cộng. Sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Tức là gì? Thằng này là thằng bên trái này ở phía dưới thì nó sẽ tác dụng với bên phải và phía trên đây. Để quy tắc trái dưới phải trên đây phản ứng với nhau. Ra hai thằng còn lại. Được chưa? Trái dưới phải trên. Hoặc là quy tắc chữ alpha thì nó như này. Nha. Chữ alpha thì như này. Cái điểm đầu của chữ alpha đây. Đó. Hai thằng này cũng là tương ứng với trái dưới phải trên thôi, đúng không? Thì mọi người có thể thích thì dùng alpha với alpha nào không thì cứ nhớ cho thầy trái dưới phải trên tác dụng với nhau được. Thế là trái dưới tác dụng với phải trên. Tức là sắt tác dụng với sắt 3 cộng. Sắt 3 cộng ra sắt 2 cộng. Được chưa?
Hay nói khác đi là thằng SAM3 cộng này thì chính là nằm trong gì, trong bài này nó là FeCl3 đúng không? SAM3 cộng này nằm trong các cái muối tan nhé, nằm trong các cái muối tan. Số 2, SAM3 cộng này nằm trong các muối tan là được. Muối tan. Nó nằm trong các muối tan là được, cho nên là em có thể đổi cho thầy thành gốc sulfat hoặc là gốc nitrat thì miễn sao là muối tan là được nhé. Miễn sao là muối tan là được, nhưng mà muối kết tủa thì cũng được đấy nhỉ. Muối tan thì sao được. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy là sắt đã tác dụng với sắt 3 để thành sắt 2 là muối tan rồi. Như vậy chúng ta đã loại được rồi. Và câu này chúng ta sẽ chọn đáp án B. Còn câu tiếp theo. Ok chưa? Còn bạn nào hỏi gì không? Chưa hiểu thì chúng ta comment lên nhé để giải đáp nhé. Được chưa? Một CU thì tác dụng với kim loại nào? Thì CU thứ nhất là CU đứng sau HCl là không phản ứng rồi đúng không? HCl là không này. Là không vì CU đứng sau. KNO3 thì có phản ứng không? KNO3 là cũng không đốt vì CU đứng sau K. Vâng, kim loại tác dụng với muối. CU đứng sau K. Và xác định phản ứng đây là kim loại tác dụng với muối nhé. Còn cái này phản ứng là kim loại tác dụng với axit. Còn đáp án C phản ứng không? Đáp án C thì có phản ứng HCl với KNO3 và KNO3 thì tương đương với HNO3 nên là có phản ứng, có phản ứng với CU. Chúng ta có thể viết phương trình dưới dạng ion nhỉ. Thôi bây giờ tôi làm bài tập thì nào viết được rồi, chưa cần lắm. Thế còn Fe này ha, Fe 2 4 3 lần phản ứng không thì có đúng không, có phản ứng, có phản ứng theo quy tắc alpha, theo quy tắc alpha. Chúng ta alpha chúng ta thấy là ở đây chúng ta sẽ thấy là cái cặp mà là CU2 cộng trên CU, chúng ta nhớ là cái cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng nó đứng sau CU như thế nhé. Sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng thì đứng sau CU. Sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng đứng sau CU. Nên chúng ta sẽ có là cặp CU2 cộng này trên CU này và cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Theo quy tắc alpha hoặc là ta dùng quy tắc alpha hoặc là sẽ là gì, quy tắc alpha tức là CU tác dụng với Fe3 cộng, CU2 cộng với Fe2 cộng, hoặc là quy tắc là trái dưới tác dụng phải trên đúng không, thì như vậy nó sẽ là CU này cộng với SO3 cộng thì ra CU2 cộng. Thường là cứ liên quan đến trường hợp của sắt thì mình sẽ phải dùng alpha cho nó cẩn thận nhé, SO2 cộng thấy chưa, SO3 cộng tác dụng với CU thì ra sẽ là CU2 cộng và Fe2 cộng đây. Do đó là và các phản ứng này nó đều hòa tan cả, do đó của mình nó sẽ là đáp án là CD. CD nó sẽ là đáp án gì đây, là đáp án A đúng không? Yeah. CD thì ta sẽ là đáp án A. Câu số 6 thì phản ứng xảy ra sẽ là gì? Câu số 6 thì chúng ta sẽ thấy rằng là Fe2O3 thì nó sẽ không tan trong MgNO3 đâu. Fe2O3 không tan trong MgNO3. Đáp 3 thì càng không. Đáp 3. Đấy. Còn trong NaOH thì thằng Fe trong trong NaOH thì nó không tan luôn. Đấy, chúng ta sẽ chọn HCl. Còn HCl thì nghe có vẻ vô lý đúng không? Có vẻ chưa thuyết phục lắm nhưng mà nó cũng thuyết phục đấy. Được chưa? Chọn HCl thì phản ứng xảy ra sẽ là gì? Số mol mỗi chất là 1. Mỗi chất là 1. Thì số mol bằng nhau nhé, thì số mol bằng nhau đây, lưu ý số mol bằng nhau, chúng ta chọn số mol mỗi chất là 1. Chúng ta sẽ viết phản ứng ra thôi, Al này cộng với cả HCl này, AlCl3 cộng với cả hydro bay lên đúng không? Như vậy thằng nhôm tan rồi này. Nhưng mà thằng này thì nó sẽ không phản ứng với sắt hay đồng đâu, cho nên không quan trọng lắm. Còn Fe2O3 thì sẽ cộng với cả HCl này. Đấy, thì cái này sẽ là 6 HCl này. 2 FeCl3 ba nước đúng không? Ta sẽ có đây nó sẽ là bao nhiêu mol? Đây sẽ là 1 mol. Thì chỗ này sẽ là gì? Chỗ này sẽ là 2 mol, được chưa? Và chúng ta lưu ý là CU thì nó lại tác dụng được với sắt 3. Như chúng ta vừa biết bên trên nhé. Từ đây chúng ta viết lại phản ứng không giải thích lại. Nó sẽ ra gì?
CuCl2 cộng với cả FeCl2, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là chỗ này sẽ là 2 này và chỗ này sẽ là 2, nữa là sẽ bằng nhau. Đề bài thì chỗ này sẽ là 1 2, 2 2 lấy trên xuống, còn 1 là theo đề nhé. Là theo đề. Được chưa? Như vậy là Cu là tan vừa đủ trong sắt 3. Ta thấy là Cu tan vừa đủ trong sắt 3 thì số mol nó vừa đủ nhé. Nếu mà số mol không vừa đủ thì chưa chắc nó tan, đúng không? Cu sắt 3. Và cộng. Vậy chúng ta suy ra được là gì? Cả hỗn hợp tan hết. Dạ, yeah. Hỗn hợp tan hết. Hợp lý chưa? Nha. Tiếp theo đây này. Tiếp theo chúng ta sẽ có bài tiếp theo, bài NA thì nó giống câu trên rồi. Bài NA này thì chúng ta lưu ý là gì? Cái NA tác dụng với dung dịch CuS4 thì nó rơi vào cái trường hợp là các cái kim loại mà tác dụng được với nước thì nó sẽ tác dụng với nước trước. Được chưa? Tác dụng với nước trước này. Có NA cộng với cả nước sẽ ra gì? Là NaOH là hydro, đúng không? Và thứ hai nữa là thằng NaOH với cả sau đó thì nó sẽ tác dụng CuS4 sẽ ra là Na2S4 với cả số hai lần kết của màu xanh lam. Như vậy là phải, nó sẽ có khí bay ra và kết của màu xanh lam. Cái này về sau là mọi người hay nhầm ở cái chỗ là có khí hydro bay ra mà quên không không check nhé, nhiều lúc hay nhầm cái đấy, nên ta lưu ý nhé. Đó, cái đó đơn giản như vậy. Tiếp theo nữa là chúng ta nhúng một lá sắt dư vào các hóa chất sau thì nó số trường hợp tạo ra muối sắt 2 là ta sẽ có là Fe thì nó sẽ tác dụng được với FeCl3 này. Ra thì FeCl2. Được chưa? Fe thì không phản ứng với AlCl3 đúng không? Thằng nhôm được tít đằng trước mà. Fe không phản ứng với AlCl3, nhôm đứng trước. Rồi Fe thì tác dụng được với CuS4. Ra Fe4 đúng không? Với cả Cu, như vậy chúng ta lấy ra sắt 2. Sắt thì tác dụng được với chì không? Chúng ta xem nó chì nó nằm ở đâu. Chúng ta thấy là chì nó nằm đâu? Chì nó nằm sau sắt, đúng không? Chì nằm sau sắt. Chì nằm sau sắt đây. Cho nên là tác dụng được. Nên là chúng ta sẽ có là Fe này với cả PbNO3 hai lần. Thế ra PbNO3 hai lần với cả Pb. AlCl thì tác dụng không? Fe cộng với cả AlCl thì là không đúng không? Là Fe đứng sau NA. Fe đứng sau NA thì không phản ứng được. Thế còn tác dụng với AlCl3 thì đây là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. AgNO3 thì nó sẽ lên sắt mấy đâu? Thì đầu tiên chúng ta sẽ có sắt tác dụng với AgNO3 thì nó cứ lên sắt 2. Tác dụng với AgNO3 thì ra sắt 2. AgNO3 hai lần. Với Ag. Thế thì nhưng mà vì sắt dư đây là phản ứng kết thúc rồi. Sắt dư đây là phản ứng kết thúc rồi, bởi vì sắt dư thì nó không tác dụng với sắt 2 đúng không? Và đương nhiên không tác dụng với Ag. Nhưng mà nếu cái này là mở rộng thêm này. Nếu AgNO3 dư. Nếu AgNO3 dư. AgNO3 dư thì nó sẽ còn có phản ứng gì? Chúng ta áp dụng alpha. Nó áp dụng alpha ở đây nó trái dưới phải trên. Đây. Sắt 2 cộng sẽ tác dụng với Ag cộng, thành ra sắt 3 cộng cộng Ag nhé. Sắt 2 cộng với Ag cộng này, ra sắt 3 cộng và Ag. AgNO3 dư thì ta sẽ có là Fe 2 cộng kia cộng với Ag cộng. Thì sẽ ra trong các cái muối tan này thì các cái kim loại nó sẽ tồn tại dưới dạng ion nhé. Fe2 cộng này ở đây là nằm trong cái muối FeNO3 hai lần này. Ag cộng nằm trong AgNO3. Nó sẽ ra sắt 3 cộng.
theo quy tắc alpha. Alpha thì là trái dưới tác dụng phản trên. Alpha được chưa? Thì nếu như sắp 3 dư thì nó sẽ như thế. Nếu a gần đầu 3 dư thì sẽ như thế. Như ở đây thì không phải a gần đầu 3 dư. Nếu tác dụng với H này tiếp theo là H này bốn cạnh nóng. Thì chúng ta sẽ thấy là Fe này. Fe này tác dụng với H này là 4 đúng không? Ta thì chúng ta thấy là bình thường ta viết ra sắt 3 này đúng không? Tổng N2 tổng nước chẳng hạn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là sắt nó tác dụng được với sắt 3. Thế ta thì sắt lại tác dụng được với sắt 3 để ra là sắt 2. Đúng không? Đấy như vậy là bởi vì là chúng ta lưu ý là đề bài nó cho sắt dư. Đó là cái sản phẩm cuối cùng thì là sắt 2. Đúng chưa? Sản phẩm cuối cùng là sắt 2. Thế còn Na2O3 thì không tác dụng với sắt. Đúng không? Sắt với Na2O3 thì không đúng. Đó, số trường hợp tạo được muối sắt 2 sẽ là gì? Chúng ta thấy là như vậy là FeSO3 này. FeSO3 này. CuSO4 đúng không? Đó, CuSO4 này. Bb này. Bb đúng không? Và AgNO3. Cái này là bốn đặc nóng. Đó là chúng ta sẽ có cái này là chúng ta sẽ có là 8 tổ. Ta sẽ có cái này, nó sẽ là từng này. Được chưa? Năm chất, năm chất. Năm chất. Đúng không? Rồi thế nhỉ? Còn bạn nào hỏi câu nào nữa không? Ta còn thắc mắc vấn đề gì nữa không? Nếu không chúng ta sẽ làm bài tập thôi. Này đang luyện khá là kỹ. Hơi dài đúng không? Tốc độ hơi nhanh một chút. Rồi, làm bài tập đi. Ta lưu ý làm bài tập luôn đi nhá. Sau này đi ăn giờ này, đang giờ học, có đi ăn, học xong đi rồi đi ăn.